Thưa, thưa quý vị, vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nên có nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, vốn có nhiều ý kiến khẳng định cần điều chỉnh để tạo cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương mục nhận định đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, việc thực hiện nghị quyết 54 từ năm 2017 bộc lộ những vấn đề gì trên thực tế cần giải quyết ạ? À? Việt Nam có hai đô thị đặc biệt là thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đô Hà Nội thì đã có luật thủ đô làm cơ sở pháp lý để phát triển. Còn Thành phố Hồ Chí Minh vì chưa có luật đô thị đặc biệt nên cần cơ chế đặc thù dưới luật. Cuối năm nay, thành phố sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết 54 và đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, đó có thể là luật hoặc nghị quyết thay thế nghị quyết này bổ sung những vấn đề khác. Đối với việc tạo điều kiện cho hội đồng nhân dân thành phố quyết định kiểu mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, thành phố đã làm được một số diện tích nhưng còn rất chậm. Chủ trương đã thành phố quyết định kiểu mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên là một quyết định hợp lý, cần luật hóa hoặc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Thành phố đã lập danh mục kiểu mục đích sử dụng đất trồng lúa, trên hội đồng nhân dân thành phố thông qua 32 dự án sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa với tổng diện tích là 1843,79 ha. Tuy vậy, tỷ lệ được chuyển đổi còn ít, đất trồng lúa ở thành phố còn nhiều, nên tới đây cần tiếp tục có nhiều dự án cụ thể hơn để Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã được trao quyền quyết định các dự án đầu tư nhóm A sử dụng ngân sách thành phố. Tuy vậy, thành phố mới triển được 6 dự án. 5 năm qua, thành phố phải mất 1 năm triển khai nghị quyết 54, 2 năm đối phó với đại dịch Covid-19, nên việc tận dụng nghị quyết 54 còn hạn chế. Chứ kể bộ máy của thành phố vừa giải quyết những công việc cũ, dự án cũ, kết quả thanh tra lại phải vừa giải quyết những vấn đề mới. Lãnh đạo thành phố phải làm việc luôn thứ Bảy, Chủ nhật để tháo gỡ các vướng mắt. Mặt khác, thành phố lại có biến động thiếu hụt về nhân sự lãnh đạo. Đó là những thách thức rất lớn cần chung tay giải quyết. Cơ chế quản lý sử dụng tài chính ngân sách luôn đặc biệt quan trọng. Có ý kiến cho rằng thành phố cần tận dụng cơ chế này tốt hơn nữa đúng không ạ? Thực hiện nghị quyết 54, thành phố đã thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sau một thời gian thu được hơn 131 tỷ đồng. Việc thu phí hạ tầng cảng biển do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên phải trì hoãn, gần đây mới được thực hiện. Trong nghị quyết 54 còn vấn đề ngân sách thành phố được hưởng 50% tiền sử dụng đất, tài sản công gắn liền trên đất của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Đây là cơ chế mà thành phố đã lên tiếng rất nhiều mới có. Tuy vậy, vẫn chưa thực hiện cơ chế này vì các cơ quan trung ương chưa có sự phối hợp, chưa bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch. Do đó, thành phố chưa hề có khoản thu hứa hẹn này để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Bộ tài chính đang triển khai sắp xếp lại nhà đất tránh lãng phí. Hiện nay, nhiều tài sản công trên địa bàn thành phố để lãng phí, không sử dụng. Về cơ chế, ngân sách thành phố còn được bổ sung từ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mấy năm gần đây do nhiều nguyên nhân, thành phố chưa đẩy nhanh được quá trình này. Các khúc mắc xung quanh vấn đề này vẫn đang được giải quyết. Một số ý kiến nhìn nhận thành phố đã có cơ chế chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức theo hiệu quả công việc, nhưng thu nhập không đạt như mức trừng cho phép phải không ạ? Theo cơ chế đã có, thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc chức vụ. Thế nhưng 5 năm qua, ngân sách thành phố chỉ có thể đáp ứng tăng được 1,2 lần có thời điểm chỉ đảm bảo đúng một lần vì ngân sách phải dành để ứng phó với đại dịch covid-19. Từ việc thực hiện nghị quyết 54, theo ông cần có những điều chỉnh gì ở nghị quyết thay thế để tạo điều kiện cho thành phố phát triển thuận lợi hơn ạ? À? Theo đánh giá chung, nghị quyết 54 đã tạo được nhiều cơ chế để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Tuy nhiên, cần tăng cường cơ chế cho sự phối kết hợp giữa các cơ quan trung ương và thành phố. Trong cơ chế mới, quốc hội cần tăng cường hỗ trợ thành phố. Các cơ quan trung ương cần có sự phối kết hợp để thành phố giải quyết tốt vấn đề đất đai, tăng cường nguồn thu, cần có biện pháp cụ thể để các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố phải bằng giao những tài sản không sử dụng, bán đấu giá, thu hồi vốn, tránh lãng phí. Các sở ban ngành đang nghiên cứu thêm về việc tiếp tục đề xuất phân cấp, phân quyền cho thành phố để chủ động hơn trong nhiều lĩnh vực. Vấn đề lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đô thị lớn, dân số đông, mức độ cao nhưng thiếu cơ chế phù hợp. Chính phủ sẽ ban hành quy định về quản lý tài chính, ngân sách, tổ chức, bộ máy, xử lý vi phạm hành chính, vi phạm xây dựng. Trong khi chờ đợi các quy trình này, cần xây dựng cơ chế thí điểm phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương và thành phố cần có sự đồng thuận để ban hành một cơ chế bao phủ hết các nội dung trên, cũng như giải quyết được những khúc mắc đang cản trở sự phát triển của thành phố nói chung. Vấn đề tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố Hồ Chí Minh không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển vẫn tiếp tục được dư luận lên tiếng. Điều này cần được đề cập thế nào khi xây dựng cơ chế mới cho thành phố thưa ông? Tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được điều chỉnh từ 18% lên 21%. Tỷ lệ này cần tăng từ 21% lên 25% hoặc ít nhất là 23% để thành phố có ngân sách đầu tư cho cơ sở vật chất. Trong năm năm 2016 đến 2020, thành phố chỉ giữ lại được 360.000 tỷ đồng để chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Mỗi năm thành phố chỉ chi đầu tư phát triển khoảng 30.000 tỷ đồng, trong khi để đáp ứng nhu cầu này cần khoảng cả trăm ngàn tỷ đồng trên một năm. Với mật độ dân cư đông, vấn đề giao thông vận tải, xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật của thành phố đòi hỏi chi phí rất cao. Qua đợt dịch Covid-19 vừa rồi mới thấy hệ thống y tế của thành phố không có khả năng đáp ứng, chưa kể chi phí để đầu tư cho đường vành đai 2 hiện nay chưa khép kín, Ngoài ra, sắp tới cần xây dựng đường vành đai 3, vành đai 4 với số vốn rất lớn. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân. Thưa quý vị, thời lượng chương mục nhận định xin được khép lại tại đây. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chương mục Ý kiến bạn đọc.